vô tình là em thấy nhũn, sao nhỏ là nhìn giống người yêu cũ quá vậy, sao nhỏ là nhìn giống người yêu cũ quá vậy. Em mới làm quen vô mẫu webcam bên mà thì em mới chân ngẩn, em mới thôi sao giống NYC quá vậy. Giống bên ba mẹ vợ lúc đó thì cũng hỏi con là gì của bé Thi. Dạ con là bạn. Bé nó có trò chuyện được dạ không? Quăng em giống như là thục lơ vậy, đã đuổi mà cứ ngồi hoài rất là lì quá khó chịu. Thì tỏ tình này kia nọ, nói thích nó thương thì em nói một câu trời ơi thích còn chưa thích lấy gì thương, trời nó sổ nguyên bài văn luôn á cô. Từ thích mà lên thương á nó còn xa lắm, mà từ thương nó yêu á nó còn xa vời vợi, mà từ yêu mà nó lên mà ở chung với nhau nó còn xa em giống như là núi Thái Sơn. Em nghe em tẩu quả luôn. Em tên là Lê Thị Ngọc Thùy, em sinh năm 1986. Thùy là làm công việc gì, ở đâu? Hiện thời vợ chồng em đang sinh sống ở quận 8. Trước đó là công việc của tụi em là kinh doanh, chồng em thì về trung tâm thể thao. Nhưng mà bây giờ là nói chung là công việc nó bị vỡ trong năm ngoái, đâm ra hiện thời là tụi em đang làm những cái công việc khác. Nói chung là công việc đụng gì làm nấy á. Thôi đúng rồi. Rồi tới chồng Thùy giới thiệu đi. Dạ em xin chào anh Thuận với lại cô Hồng Vân và chào quý khán giả. Em tên là Quang Khánh, sinh năm 1988, đang sinh sống ở quận 8. Cái cơ duyên nào xui khiến là hai vợ chồng gặp nhau lại quen với nhau rồi xây dựng một cái tình yêu? Hồi xưa thì em hồi có chơi. Hồi xưa quen lâu lắm hả? Dạ 15 năm. Là hai vợ chồng cưới nhau 15 năm rồi. Như vậy trước đó là quen là còn quen lâu hơn tháng nữa đúng không? Trước đó là chưa biết mặt nhau luôn. Tụi em chơi mạng Việt Phân hồi xưa mà mạng Yahoo á. Đó thì em lên đó em hay cái em hồi xưa em hay lên đó em chơi lắm. Bà này cũng vậy nè. Cái tình cờ gặp, nói chung là cũng nói chuyện qua lại, chách chít qua lại thì vô tình là em thấy nhũn, sao nhỏ là nhìn giống người yêu cũ quá vậy. Sao nhỏ là nhìn giống người yêu cũ quá vậy. Em mới làm quen. Vô mở webcam lên mà thì em mới chân ngẩn, em mới thôi sao giống NYC quá vậy, giống y chang luôn. 99% mà không được 100% thì cũng được 99%. Chưa? Từ cái tướng nội cho đến kiểu tóc cho đến ngoại hình luôn, có phải trong bụng em nói chết cha rồi. Cái em bắt đầu em lân la làm quen, nói chuyện vài ba câu rồi bắt đầu hẹn gặp mặt ở ngoài. Gặp mặt ở ngoài nói chuyện chưa được ba câu là đuổi em về rồi. Ủa khoan, bây giờ khi mà gặp webcam, mở webcam lên nhìn thấy mặt ổng á, có giống người yêu cũ của mình không? Cái thời điểm đó là chủ yếu là chat chít cho vui thôi. Không nghĩ ngợi gì hết thì nói chuyện hai ba câu mới biết là gần nhà nhau, cách nhau có một con đường thì mới nói là hẹn ra gặp đi. Em cũng đồng ý ra gặp. Mà thiệt tình là gặp thì cái vẻ ngoài của Khánh nhìn bất cần đời lắm. Xong rồi em mới nói vậy thôi gặp rồi xong rồi đó. Về đi, hết chuyện để nói rồi. Sao kỳ vậy ta? Tại mà em cô hồn quá. Tại mà em cô hồn quá. Mà lúc đó bận đồ có cô hồn không? Dạ y chang luôn, không khác gì. Có nghĩa là buổi tối mà đội cái nón sụp sụp nón rồi mang dép lào, mặc quần lửng, đạp xe đạp. Dạ không, em thì cũng bình thường nhưng mà có điều là cảm nhận là cái kiểu mình chơi chơi á, không có cảm giác gì hết. Thì nói chung là không có thích á. Không có thích á, đúng rồi. Đơn giản là gặp biết vậy rồi thôi về. Anh này thì nó lì. Em đi theo vô tới nhà luôn. Đuổi em đuổi về mà đi theo vô tới nhà. Đuổi em về em nói trong bụng nữa. Mày chảnh nè. Dạ tao vui tao bỏ. Mày chảnh gặp tao lì. Gặp tao lì. Rồi sẵn vô luôn. Sẵn vô luôn. Rồi sao rồi gặp phụ huynh không? Dạ gặp chứ. Vô nhà gặp thưa hai bác đàng hoàng, thưa anh đàng hoàng. Rồi ngồi lì luôn. Em đuổi về mà cũng không chịu về. Ngồi thì nhà em á là ba mẹ 10 giờ là đóng cửa. Thì lúc đó cũng 8 chứ 8 giờ tối rồi. Em nói thôi về đi. Cũng ráng ngồi hoài vậy. Ngồi nhà đóng cửa chuẩn bị đóng cửa mới đứng dậy đi về. Rồi vô gặp phụ huynh rồi nói gì? Có nói chuyện với phụ huynh không? Bên ba mẹ vợ lúc đó thì cũng hỏi con là gì của bé Thi. Dạ con là bạn. Bé nó có trò chuyện được dạ không? Quăng em giống như là thục lơ vậy. Đã đuổi mà cứ ngồi hoài rất là lì quá khó chịu. Rồi ngày hôm sau 4 giờ mấy chiều là chui đầu vô rồi, canh tới đúng cái giờ em đi học là chở em đi học. Mà sao biết Thi đi học? Lúc đó là vô là em mọi thông tin hết rồi. Cái lịch học của em là 7 giờ tới 8 giờ rưỡi tối, là 4 mấy tự động thấy mặt ở trong nhà rồi. Dạ không đó. Cho chở đi á thì nó cũng đi theo mình suốt thôi. Lúc đó công việc của Khánh là gì? Lúc đó em không có công việc gì hết á. Đang học sửa xe. Với lại không, sau khi quen được 1 tháng rồi bắt đầu em mới là đi học sửa xe. Em mới vừa quen xong rồi mới định hướng là dạ đúng rồi. Có một công việc. Dạ chính xác. Mới là đi học sửa xe. Ban đầu là chơi cho vui. Câu bò mới chi thú làm ăn. Đúng rồi, mới chi thú làm ăn đó. Dạ. Học sửa xe đúng không? Học sửa xe. Còn thì là đi học tiếng Nhật. Dự định là đi du học. Đúng rồi, Khánh không chưa có biết là em học tiếng Nhật để đi du học hả? Dạ chưa. Dạ chỉ biết là em chỉ là đi học vậy thôi. Thì tỏ tình này kia nọ, nói thích nó thương thì em nói một câu trời ơi thích còn chưa thích lấy gì thương. Trời nó sổ nguyên bài văn luôn á cô. Từ thích mà lên thương á nó còn xa lắm. Từ thương nó yêu á nó còn xa vời vợi, mà từ yêu mà nó lên mà ở chung với nhau nó còn xa giống như là núi Thái Sơn. Em nghe em tẩu quả luôn. Nhưng mà tới lúc mà em biết là thì học tiếng Nhật để đi du học ở Nhật thì lúc đó làm sao? Dạ thì nói chung lúc đó là nó cũng hơi hụt hẫng, tại vì mình nhìn lại bản thân mình thì không được như người ta. Chưa nghề ngỗng gì hết. Dạ đúng rồi, chưa có nghề ngỗng gì hết, cứ lông bông suốt ngày hoài. Thành ra là mới quyết chí là để đi học sửa xe để mà níu kéo. Tại vì nói thật sự là quen bà này nắm tay bà khó lắm. Đúng một tháng rưỡi là mới nắm được cái bàn tay. Nói thật là nào giờ em chưa quen có ai mà 3 ngày mà chưa nắm được bàn tay. Bà này là 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi mới nắm được. Ủa nhưng mà ông không có nghề ngỗng gì hết trơn, là tiền đâu ông đi cua ghệ? Lúc đó là em đi làm. Cái lúc mà chưa có đi làm gì hết trơn á là quen xong rồi lại lúc đó là chưa, gia đình cho tiền mà. Ba mẹ cho mà.
tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp mỗi ngày, nhà cứ ngày 20, 30 vậy đó. Chứ là em không có đi đâu hết. Em không đi đâu hết luôn. Có nghe là kêu em đi tiền đổ xăng thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Ủa thì làm xe đạp luôn. Ủa thì làm xe đạp hả? Dạ, chở đi học bằng xe đạp. Đúng rồi, chứ một ngày là qua 4 cây cầu. Chở từ quận 8 qua quận 5. Một ngày là qua 4 cây cầu. Hèn chi tới giờ này nhỏ không mập được luôn. Rồi, mỗi lần lên cầu Chà Già hay lên cầu cho đi bộ. À đi bộ đúng không? Lái xe đúng không? Cái điều gì ở Khánh mà em chấp nhận coi như là làm bạn gái à? Thương á, bao lâu thì mới thương nè. Như nãy em nói là tới tháng rưỡi sau rồi bắt đầu mới có cảm tình. Thì mới hỏi cái điều gì ở Khánh mà Thùy lại thấy lì á? Dạ lì gì? Đẹp trai không bằng trai mặt đó, chơi hai cái chiêu luôn làm sao không đổ được. Với lại nói chung cái mẫu người mà em thích á, một cái người mà nhìn bề ngoài có nghĩa là gai góc một chút thì Khánh lại có những cái đó. Nhưng mà có điều là tại vì nói chung ban đầu tiên là mình đâu có cảm giác gì đâu. Với lại tuổi đời là Khánh nhỏ hơn mình nữa. Nhỏ 2 tuổi. Nhỏ hơn 2 tuổi. Em đâu có chịu xưng anh em, xưng tên không à? Mà ở đây thì cứ xưng anh em không. Không lẽ xưng chị thì nó kỳ đúng không? Không lẽ xưng chị đúng rồi. Lâu lâu cứ bị liệu chị nói em nghe như này đó. Em không thích mà bên này mà cứ nói hoài em nói đừng có kêu anh em. Bên này á, gần như đã tìm đủ mọi cách để từ chối Khánh mà Khánh vẫn lì, vẫn cua cho bằng được. Cua. Nói thật sự là lúc đó là em cua gì. Mày chảnh quá, tao quen mày gọi tao bỏ cho bỏ ghét. Chứ thật sự là không có thương yêu gì hết á. Và trong tháng rưỡi là vẫn là ý định là cua cho bỏ ghét. Dạ chính xác. Mà đến khi cua dính rồi thì sao sao không bỏ? Tầm tháng thứ hai bắt đầu mới là có cảm tình là bắt đầu bỏ không được. Em nói chết rồi, bị dụ rồi. Hồi chí thú làm ăn. Nó lực nó hấp dẫn nhiều quá. Đi học nghề đúng đấy. Trời ơi ha. Mà học ở đâu? Học trên xe ở đâu? Dạ ở Nguyễn Văn Luân, quận 6. Coi như là sau đó là 2 tháng là bắt đầu yêu rồi. Dạ. Bắt đầu thương thiệt rồi. Còn em á là lúc đó em có thương Khánh chưa? Dạ chưa chị. Dạ chưa. Chưa luôn. Em bao lâu mới thương lận? Tầm như là tới cái tháng thứ tư á. Cái buổi chiều hôm đó là thường thường á là ở nhà em là tới 10 giờ. Mà sau bữa nó mới 4-5 giờ đi về. Em cũng chân hưởng em quạo. Thì hơi cảm nhận là hơi quạo. Nói là về nhà có một chuyện chút. Thì khi mà về nhà là không thấy vô lại. Là bữa đó là em bị trễ cái vụ học tiếng Nhật luôn. Em trong hoài. Hồi xưa mà làm gì có điện thoại. Thì mới liên hệ qua cái số điện thoại của ba chồng. Thì biết Khánh đi làm ở tuốt ở trên Bông Trang Bình Tân á. Ở trên cái cơ sở massage. Ba chồng nói là bác cho Khánh đi lên trịnh đó làm. Không có về. Cái tự không có về cái tự nhiên em hơi cọc. Mà không biết cái cọc đó là thương hay không do thì em không đó. Có biết. Hay là do cái tính của mình là háo thắng. Xin được ba cái số điện thoại ở trên đó. Thì điện lên tìm được cái chỗ làm luôn. Em thuê xe ôm đi lên đó tìm. Dạ đúng tới rồi. Đó nó lơ em. Ban đầu tiên là còn gần sát sát. Nhưng mà cái lúc đó là tự nhiên cái kiểu nói chuyện mà là giống như ban đầu tiên của em sao thì giờ y chang vậy đó, tình huống. Là em bỏ rồi đúng không? Tại vì nói thật sự là lúc đó là có người theo em ơi. Đang đứng khum giật dắt xe nè. Chỉ đứng sau lưng á. Xe qua em khó thổi quăng cái xe luôn. Trời ở đâu vậy? Ngồi nói chuyện mà kiểu lơ mình. Tức luôn. Tức về xong cái em điện thoại tiếp. Cái em mới điện em nói bây giờ muốn cái gì là phải về đi gặp em. Còn không là em lì á nha. Mà cái nết em lì rồi là em cứ ngày năm cũng đi lên đó là. Có dằn mặt ổng bằng câu nào rồi. Thì em nói là không là không về là em lên quậy. Rồi ông Khánh khi ông nghe câu đó ông sợ không? Hết hồn. Hết hồn. Cái mặt này là mặt hết hồn. Quý càng chạy về đi. Là mất con rể kia rồi mất cái gương mặt này nữa. Thì về cái giải quyết xong em xui rồi là hai người vẫn còn tiếp tục tới giờ. Về là lúc đó cũng vô nhà 4-5 giờ. Là chiều ngày hôm sau về. Em nói bây giờ làm cách nào làm xin chủ nghỉ gì sao đó phải về. Thì Khánh vừa vô tới nhà được 2-3 câu cái em nói rồi về xong rồi đó giờ chia tay đi. Không mà nó lật qua lật lại nó twist liên tục. Mà đây toàn là quăng cho em hứng không à. Rồi sao rồi khi bà nói là bây giờ chia tay đi là rồi em không chịu. Em không chịu. Em nói trời rảnh quá ha. Mất chỗ làm. Mất chỗ làm kia giờ đến đây rồi chia tay ở đâu ra. Kêu người ta về cho đã tưởng sao giải quyết sao đầu chia tay. Em nghĩ làm luôn. Em nói giờ không làm nữa. Giờ ghét thì thôi ngồi lì đây luôn nè. Làm gì làm. Hình như em nhớ lúc đó là chụp được cánh tay rồi. Lúc đó là không cho em buông. Cũng giật ra mà giật mà được. Mà Khánh không cho buông. Dạ không cho buông. Không chắc luôn. Nhưng mà lúc đó thì Khánh mới bắt đầu là thấy cảm nhận được cái tình cảm. Dạ đúng rồi. Ở trong mình mà nhìn thấy được cái tình cảm của cổ dành cho mình đúng không? Dạ. Nhưng mà từ lúc đó là hai đứa mới chính thức là gọi là. Nhưng mà hai đứa có vợ nên chồng. Hai đứa có một cái cột mốc hay một cái dấu ấn gì mà để gọi là xác nhận là cái ngày đó là tỏ tình là người yêu của nhau không? 15 năm nay là em chưa giờ em nói một câu là anh yêu em hay là anh thích em hay là làm vợ anh nha, không có. Xài người ta. Tự nhiên xài người ta rồi không, tự nhiên người này bà, kia. Bà này mở miệng trước coi. Bà đó sau 6 tháng. Thôi mình cưới nhau đi anh. Giống như bài mình cưới nhau đi đó. Là lúc đó đang làm sửa xe phải không? Dạ đúng rồi. Mà sao không để ổng mở miệng? Một phần là do chắc cái tánh quá. Kiểu gọi là muốn cái gì là phải có được cái nấy. Hay là cái từ gọi là duyên số định mệnh. Tự nhiên tới một ngày tới một thời điểm. Thôi vậy thôi chắc mình cưới đi.
cuối cùng thành ra em giống như người cầu hôn tay chứ không phải ta cầu hôn đâu có đó. Sao mình kèo trên đang chạy xe mà nói câu đó là con muốn gớt xe luôn mà thắng lên liền đang xuống dốc cầu nữa nói không lẽ vợ buông xe luôn thì chứ gán lách qua được cho bằng được rồi thắng xe lại thôi em nói giỡn em nói thiệt rồi Khánh còn nói một câu có thật sự không tại vì Khánh biết cái tánh em là háo thắng sau đó bao lâu thì cưới dạ 6 tháng từ lúc quen cho tới lúc cưới là 6 tháng quen tháng 6 là tháng 12 cuối tháng 12 cưới nghe hai đứa nó kể mình tưởng 6 năm hay là 60 năm mới cưới ai về 6 tháng có nửa năm cưới rồi ừ là tính luôn lúc quen á quen á cũng dạ, trong đầu rồi. Suy nghĩ đủ đường hết tưởng sao 6 tháng là cưới nay 15 năm rồi dạ, dạ. Đúng ở đúng là 15 năm mà hai đứa là mấy cháu dạ một bé hai cái chín thôi giờ tới cái phần kể tật xấu mới vui nè bà có tật xấu gì không dạ có mỗi lần mà muốn đi tắm á là phải 3 tiếng nó mới vô được nhà cửa nhà tắm rề nó còn hơn cái chữ rề nữa còn hơn là đề mái mà hết bệnh cứ cạch 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 đi lên em quên món này cái đi xuống xong cái em treo đồ vô nhà tắm rồi anh ơi em quên này em lên lấy 3 tiếng lấy vô nhà tắm mà tới bây giờ tới bây giờ vẫn vậy rồi còn gì nữa rồi mà mỗi lần mà đi ra đường hẹn người ta 1 giờ 3 giờ có mặt cái tắm đó đó đúng rồi đó hỏi tới nơi người ta còn ngồi đợi không nhà em biết còn không nữa mà thấy dọn tàn tiệc thật dây thun nè dây thun đó rồi còn gì nữa bạn bè hẹn thì không bao giờ mà ngủ ở đây toàn là ngủ em tại vì biết thừa biết là bên đây thay đổi lúc nắng lúc mưa ví dụ như là giờ em hẹn bên đây đi lát nữa 1 tiếng nữa gặp nha vừa cúp điện thoại đó 1 phút sau thôi tao không nghĩ không đi đâu mày chưa được 1 phút nữa vừa cúp điện thoại luôn xe qua thôi anh ơi em không đi đâu chừng 5 phút sau thôi anh ơi em muốn đi em điện em hỏi lại bên kia vậy là bên kia nhận kèo khác cái giờ hồi điện lại nó ê mày rảnh không tao mày uống cà phê nó chửi quá trời chửi luôn có khi nào mà đang mặc quần ba thay đổi cái đầu cái cởi quần dạ có quần ra, có ba thay đổi cái mặc quần vô lại không dạ có đang lưng chừng không à toàn là bị lưng chừng không à rồi còn gì nữa không ngủ thì ngái mà chảy ke mà khôn lắm chảy ke mà biết lấy khăn lau vẫn ngủ tiếp thôi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè mỗi lần mà làm cái chuyện gì thì phải quyết đoán lên trước sau như một trước sau như một đi là dạ, đi đúng rồi đi là đi đó, chứ đừng có thay đổi rồi giờ tới thì đó tới thì Khánh là em muốn trong mọi câu chuyện á luôn luôn Khánh trả lời lại em chứ đừng có im lặng em thích người ta im lặng với em nói đã nư em xong cái tự em xuống nước luôn tự nói rồi cái tự sửa sai luôn á mà tự chia tay tự... nhưng mà lý do gì Khánh im lặng mà nói chung bình thường thì không sao bình thường là cái miệng hay nói lắm mà cãi thì cãi ngang bởi vì thôi em im tốt nhất tại vì nói đường nào em cũng sai hết á nói đường nào cũng dính trưởng dạ đúng rồi đường nào cũng dính trưởng á tại mình nhỏ tuổi hơn ta mà nên nói là im lặng là vàng á nhưng với bên ngoài thì sao giống như cái sự giao tiếp á là luôn luôn đi chung thì Khánh không phải là một cái người mà để vợ ở nhà cái đó thì rất là hay rất là tế nhị luôn lúc nào cũng có vợ đi kèm em là cái người mà trong từng câu chuyện cũng em là giao tiếp hoặc là cầu nối tất cả mọi thứ cũng là em Khánh thì cái tánh gọi là hơi ít nói bữa nay sao cũng nói quá trời còn em thì ngược lại là em lại khép cái bản thân mình lại nhưng mà ở nhà thì có thể là núi lửa dâng trào nhưng mà gây lộn hay là chuyện gì á là một khi mà em làm gì em phải làm cho tới mà Khánh thì không có làm tới đó giống như nói là nói câu gì ra cũng nghĩ là sai nhưng mà thà là nói là em thì em đỡ tức một người im một người nói á rất là mệt cái kiểu cảm giác giống như tủ thình á lặn rồng là ở trên cao em cứ bắt hoài bắt cũng không tới rồi cuối cùng em chìm luôn 15 năm đều vậy hết luôn em lại không thích cái đó bây giờ mong muốn Khánh thay đổi điều gì bớt cái gia trưởng cái độc tài lại Khánh mà gia trưởng độc tài hả? Gia trưởng lắm chị. Có nghĩa là giống như Khánh nói câu đó là phải mặc nhiên là câu đó đúng. Em lại cãi lại. Cãi lại nhưng mà không trả lời. Không trả lời. Không thích cái đó. Em mong muốn là Khánh là nên chia sẻ nhiều hơn với vợ. Dạ đúng. Và ngoài ra thì còn gì nữa không? Bớt khép mình lại. Khép mình hả? Anh thấy Khánh nó sôi nổi quá trời mà. Sôi nổi với mọi người thôi nhưng mà về nhà Khánh lại khép lại. Giống như là Khánh không có chịu mở lòng ra với mọi người á. Đúng rồi. Trong mọi công việc đó là Khánh có quyết định điều gì không hay là em quyết định hết? Chắc em là người quyết định hết. Kèo trên hết luôn. Dạ đúng. Em lại không thích vậy. Lại muốn ngược lại. Em muốn Khánh nói đi, nói cho đã đi. Em đứng sau cũng được đó. Chứ đừng có đẩy em lên ngoài để em nói. Ví dụ muốn cái gì là bắt đầu về nhà mới bàn với vợ thôi. Còn ngoài ra ngoài là để em thoải mái. Em im luôn. Để em tự quyết định. Có nghĩa là mặc nhiên biết câu chuyện đó em làm sẽ là đúng luôn vậy đó. Vậy là Khánh có về tâm sự với gia đình cha mẹ của mình không? Hầu như là không. Tức là không chia sẻ vợ mà không chia sẻ với ba mẹ luôn. Dạ, vợ thì có nhưng mà gia đình thì không có. Đôi khi á có những cái sự im lặng nó lại đạt được những cái hiệu quả. Chuyện đó khi mình tranh luận với vợ mình á nó sẽ không đi tới đâu cả mà nó sẽ làm trầm trọng thêm thay vì mình sẽ chọn một cái giải pháp im lặng và sau này mình phải có được một cái thời gian nó thuận lợi thì mình sẽ nói lại cái vấn đề đó dạ chính xác có gì không em giống anh á khi mà mình đang nóng mà đối phương lại còn cứ giống như xa xả với mình nó nhiều khi cái cơn mình còn ghê hơn đúng rồi
cái cơn của mình nó còn ghê hơn, nó còn mệt nữa. Và vợ chồng anh gặp những cái trường hợp nó rất là nặng mà xém ly dị. Dạ. Cũng chỉ vì là anh đối qua cơn, đối qua đối cái lại cơn của anh cũng là thuộc dạng là cũng không kiềm chế được đâu. Theo chị là vậy nè, cuộc sống của hai đứa bây giờ nên có cái đối thoại với nhau, đó là công việc. Hai đứa cùng phải có một cái sự thống nhất về công việc, về khởi nghiệp, ngồi bàn với nhau là cái cách nào để mà mình có thể thay vì giờ mình đi làm tự do, ai thích kêu là có việc gì thì mình làm cái đó này cái nọ, thì bây giờ mình tìm cách mình định hướng làm sao để mà mình phải có một công việc ổn định. Hai người phải cùng thống nhất cái đó là chắc chắn thì mới phát triển được. Bây giờ về hai vợ chồng nó nói với nhau, Khánh phải đánh thức được tất cả những cái gì mà Khánh chưa tìm hiểu được bản thân mình để tận dụng những cái điều đó để có một công việc nó ổn định và nó tốt hơn. Thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng sẽ vượt qua những cái khó khăn còn tồn lại trong năm qua để năm nay có được một cuộc sống tốt hơn, kinh tế tốt hơn. Có nghĩa là bây giờ là đang muốn gầy lại đó. Em cảm ơn. Em là người Việt. Dạ, người Việt nhưng mà dân tộc Khmer. Rồi, chào hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Trương Thanh Quang, 25 tuổi, quê Trà Vinh. Quang làm công việc gì? Dạ, em là thợ sắt. Như vậy là chị hiểu rồi, chị đang tính thắc mắc là tại sao cái má của em nó bị nám nám như vậy á, do là yếu tố nghề nghiệp đúng không? Ủa gì là Quang ở với Trà Vinh lên đây luôn à? Dạ. Ồ vậy đó hả, hai bạn với Trà Vinh lên đây luôn. Rồi, vợ Quang giới thiệu về mình. Dạ, chào anh chị, thì em tên là Sơn Thị Cẩm Nhung, 25 tuổi, thì em ở nhà buôn bán tạp hóa. Hai em là chắc có lẽ là ở trong xóm rồi quen nhau từ nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ hay rồi, hay không? Hay quá. Vậy thì cái ấn tượng của em lần đầu tiên về cái cô bạn trong xóm mình là như thế nào? Dạ, ấn tượng vợ em lúc đó là cô bé nhỏ con, có giọng nói thì ngọt. Chị hỏi thiệt Quang nè, em thấy vợ em đẹp không? Dạ, trong mắt em thì vợ em lúc nào cũng đẹp. Trong mắt người khác vợ em cũng đẹp. Bởi vì anh chị ngồi đây thấy vợ em rất là đẹp. Đúng rồi. Đâu có thể nào anh khen đẹp đâu. Vậy mà chưa bao giờ em khen vợ em mà bữa nay vợ em nói là bữa nay mới thấy em khen đó. Trong khen cái vợ chồng khen đi, cho vợ sung sướng coi. Trong lòng anh lúc nào em cũng đẹp nhất. Rồi Quang, vậy thì chắc chắn là lúc nhỏ em là người để ý vợ em trước tiên đúng không? Dạ. Và em là người chủ động tỏ tình với vợ em trước đúng không? Dạ đúng. Lúc đó mấy tuổi? Dạ lúc đó cũng cỡ 17 tuổi. Lúc đó gia đình có chịu không? Không, cảm nghĩ lắm. Dễ gì đúng không? Tại nhỏ quá mà. Từ năm lớp 9 em cũng để ý, một năm. Sau rồi năm lớp 10 bắt đầu viết thư tỏ tình. Viết thư thì sao? Thư thì hỏi, lúc đầu thì hỏi ở trong xóm có nhiều thằng vậy thích nào. Trời ơi. Mà cái thư nó dài không, mình làm chỉ có nhiêu. Nhiều thằng thích nào. Rồi đó rồi em trả lời lại thì không biết, không có, lúc đó em không có nghĩ tới. Cũng trả lời vậy đó. Sau khi vợ em phúc đáp lại thì em có viết tiếp đâu? Dạ cũng viết có. Viết gì nữa? Tại lúc đó vợ em đáp lại thì cũng chưa trả lời là chọn em. Nên em viết tiếp, viết tới khi nào mà vợ em đồng ý. Lúc đến bao giờ thì em mới nói là em để ý chồng em? Thì tới em ra 12, học hết 12 ra rồi. Rồi lúc em trả lời sao, cái lá thơ đó em viết sao? Hiểu đầu trả lời lại thôi, vậy mình tìm hiểu nhau thử đi. Nhưng em đồng ý đại vậy đó, cho khỏi làm phiền. Rồi cái năm lớp 12 mà lúc em đồng ý cho Quang tìm hiểu em rồi, lúc cái gia đình có đồng ý không? Chưa biết. Nhận leo lén rồi tới đến bao lâu thì đầu em và Quang chính thức quen nhau? Tới học đại học á, là đúng đầu là xin gia đình là đưa đi rước về. Học đại học trên này? Dạ, học ở Trà Vinh. Tức là lúc đó em mừng. Dạ mừng. Em mừng thì em làm sao? Dạ lúc đó thì vợ em đồng ý á, thì em cũng qua xin thưa với ba má bên vợ cho con xin quen với vợ con. Nói chung ba má bển thì cũng dễ, không phải là cấm, nhưng mà tại lúc trước còn nhỏ chưa có công ăn việc làm ổn định, rồi ba má cũng nói vợ con giờ cũng ra trường rồi, con cũng có việc làm rồi nên chấp nhận. Rồi anh hỏi nè, trong cái thời gian yêu nhau đó, vợ em có ghen không? Dạ ghen dữ lắm. Ủa mà ghen là ghen vô cớ đúng không em? Không có đâu, ảnh đâu phải ảnh khi không em ghen đâu. Đúng rồi. Ghen là ba lần ảnh bắt cá hai ba tay. Trời ơi. Thiệt không, không tin à. Thấy khờ câm vậy mà bắt cá hai ba tay vậy. Ảnh dễ say nắng á. Dễ say nắng. Em có bắt gặp không mà em nói? Giống như là cũng linh cảm em à. Tối đó cái tự nhiên ảnh đi nhậu, hồi em ở nhà em cũng sao mà thấy khó chịu ngủ không được. Cái mới điện hỏi bạn ảnh, nói là có đi nhậu chung với ảnh không? Nó cũng biết sao, nói em có chuyện này nói cho chị nghe nè. Anh đó đang ý cô gái, cô sinh viên á, đang Hà Lan sinh viên. Ngày đó, cái đợi em chạy xe đi lại chỗ nhậu, thấy ảnh đang ngồi với cái chị đó đó. Rồi sao? Xảy ra? Ngày đó rồi sáng sau em xách xe, xách đồ em đi lên Sài Gòn. Rồi đi theo em sao? Dạ, giờ em đi Sài Gòn thì cỡ chừng bữa sau em cũng đi. Tại giờ em tắt nguồn điện thoại. Em kiếm không thấy đâu, nhưng mà em đi để cho biết, cho vợ em biết là em còn thương. Em lên Sài Gòn rồi em bỏ cô sinh viên với kia cho ai? Dạ bỏ luôn.
xong thì sao rồi lần đó lên rồi cuối cùng là em có tha thứ mà thì tại Sài Gòn tại không? Vì lúc đó mẹ anh có điện cho em, mẹ anh nói là thôi vậy giờ con về đi rồi để mẹ tính chuyện cho nó giống như hai cho hai đứa đám cưới vậy đó, cho nó thay đổi. Thì em cũng suy nghĩ em về em nói với mẹ em, mẹ em mới nói là tao thấy là mày chịu nó mày khổ đó, tao không biết mày chịu hay không nha. Cái em mới nói thôi kệ để cho ảnh có cơ hội thay đổi, tại thấy ảnh còn nhỏ mà còn trẻ. Mà ảnh hỏi quen nè, tại sao quen lại bắt cái gì say nắng liên miên vậy? Cái đó là tại tính hay háo sắc đầu quá. Bây giờ lấy giờ rồi còn háo sắc vậy nữa dạ. À, anh hỏi em nè, thế bây giờ em lâu lâu em vẫn còn có những cái linh cảm gì bất ổn không? Hỏi là giờ là ảnh có linh cảm rồi không? Dạ, tại ảnh không có chứ có cũng có thôi nha. Hay vậy. Rồi sau khi lấy nhau về thì bây giờ Quang phát hiện ở vợ mình đã có gì vỡ mộng không? Lúc mà chưa cưới á, nói chuyện ngọt lắm mà dịu dàng nữa. Còn sau khi cưới về á thì cọc cằn, cáu gắt. Hơi đánh em không? Hay muốn ăn thịt em? Ngoài ra còn gì nữa? Hết. Để còn em, ghệ xấu giọng đi. Quá trời, ảnh con một quá, được mẹ cưng chiều dữ lắm. Còn em về á thì dạng như mình mới về mình cắn bầu liền rồi mình hay mệt á. Thế kêu ảnh phủ này phủ nọ chút là ảnh hay cằn nhằn rồi nhiều khi ảnh bực bội nữa. Rồi tánh ảnh nóng rồi mỗi lần nóng mà đập đồ. Rồi 4-5 cái điện thoại. Trời, vậy hả? Vậy đó. Công chuyện nhà khi là vui thì làm mình vừa hát họ mình vậy đó. Mà buồn là đồ thăng. Trời ơi, sao thối tôi khổ quá cho tôi làm. Thế còn em muốn ông Quang thay đổi điều gì? Như là bớt nó nóng tính đi. Rồi quan tâm vợ một chút. Chung là biết bảo vệ vợ chứ cái dư luận không sống đúng. Biết bảo vệ dư luận không đúng. Ừ, là sao? Giống như mới đây thì gia đình bên chồng á, nhà có đám, cái mẹ chồng hay nói là em không có phụ á. Em buồn cái đó. Nhưng mà chồng có hiểu là tại sao em không phụ được không? Cũng hiểu mà chồng không chịu nói, chồng im không à. Tại sao chồng lại im? Em có giận vợ em không mà em im không bảo vệ vợ? Giận thì cũng có giận. Nhưng mà giữa mẹ vợ thì không lẽ mình nói bên đây thì bên kia không được, còn mình nói bên kia thì không được. Nên em cũng sắp xếp khi mẹ cần công chuyện á, cần công chuyện nhà thì em cũng có kêu vợ em phụ đi. Quán xá rồi để đó, con thì gửi người này người kia giữ cũng được. Mà bây giờ thì bà đã hết giận chưa? Cũng còn á mà. Mà cũng nói chuyện mà, lần trước là không nói chuyện. Em nghĩ là mẹ vẫn còn giận đúng không? Ừ. Nhưng mà tại em buồn cái là mẹ không hiểu cho em. Em muốn mẹ hiểu là tại sao em không phụ được. À, em bận con với buôn bán. Ừ. Buôn bán ở tại nhà. Dạ. Mà hôm đó là đám giỗ. Dạ. Chị nghĩ vậy nè, nhân cái việc này á, em muốn nói cho mẹ hiểu đi. Thì thông qua chương trình này á thì con muốn mẹ hiểu con à. Con phụ muốn phụ mẹ nhiều lắm mà tại con mất con. Với một phần là buôn bán nữa, con không có thời gian để con phụ mẹ. Nên mẹ đừng có nghĩ con là không phụ mẹ. Con lúc nào cũng thương mẹ, kính trọng mẹ hết trơn á. Em nếu nói gì với vợ em không? Nói gì? Giờ không nói gì làm. À, chị nghĩ như vậy nè, chị rất là thông cảm cho cái việc là em phải vừa lo cho con vừa lo cho cái cửa hàng của mình. Cái đó là cái việc mà sẽ là mãi mãi chứ không phải là một buổi hai buổi ha. Nhưng cái khéo léo trong cái vấn đề mình làm dâu đó thì mình vẫn phải nghĩ tới, có nghĩa là trong một năm như vậy á, những ngày giỗ, những ngày Tết á, là những ngày rất là quan trọng. Thì á, thường là tâm lý của một số bà mẹ á, trong những ngày đó là những cái ngày á, mà mình muốn khoe cái nàng dâu của mình. Thực sự có những bà mẹ muốn như vậy đó, có nghĩa là dâu của tôi nó như vậy đó. Đó thì chị nghĩ rằng trong một năm có mấy ngày như vậy thì em nên sắp xếp, không phụ ít thì cũng phụ nhiều, hoặc là mình có mặt ở đó mình hụ hợ, thậm chí em bồng con em đến cũng được, không có vấn đề hết. Thì mẹ vẫn thấy rằng là cái tấm lòng của em, đã mình không nói, chồng không nói thì làm sao mẹ có thể hiểu được điều đó. Cho nên theo chị á, là từ đây về sau những cái ngày quan trọng đó em cứ nên có mặt, còn làm được bao nhiêu thì mình làm theo sức của mình, để cho mẹ cảm thấy rằng đó, nàng dâu của mẹ là như vậy đó. Còn về phía Quang, những cái ngày đó em nên hỗ trợ với vợ luôn. Ví dụ như hai vợ chồng cùng về, em có thể lo cho con, em bồng con để cho vợ em phụ với mẹ cho mẹ vui đó. Rồi hàng xóm bà con người ta nhìn vô, ta thấy công nhận dâu của bà này vừa đẹp vừa giỏi thế này nọ, mẹ sung sướng, chồng cũng hãnh diện với vợ, mà em cảm thấy em mãn nguyện nữa nha cưng. Rồi, xin cảm ơn em. Chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh, em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi.
Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu đấy. Rồi mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Vậy nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi, chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Thấy vậy chứ hít đất hả, trời ơi siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn đó. Rồi là hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn ngoài biết chứ, biết không, làm gì không biết, biết không biết hả, trời hít đất dễ ẹt làm gì không biết. Nhưng mà bữa đó em hít có 3 cái à, còn Khánh hít tới 30 cái là ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn đã... Ủa? Trời, không, bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em, mới núp núp sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Hả? Bây giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm thằng bằng tháng 3 mới đây hả? Dạ, tháng 2022. 2022 là mới đây ha. Dạ, thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu, thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi, cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook, thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em, thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi, nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật, thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại, thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò, vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào, rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè, rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ, thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Vậy vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Rồi lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi.
thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiêu, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chị mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cũng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. À vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho anh được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại anh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho anh được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm, phải kiếm cho mình được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên ảnh đỡ ảnh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xóa. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của chồng em. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vậy. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ, nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về, em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, thì vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm, em nằm em thao thức em chờ. Hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì chị cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh, thì anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều, thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không, tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn, thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh, bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em á, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em, thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ, thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em, thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng là do một lần tình cờ mà được chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh ấy. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái
thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy, thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại, thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn, rồi xong mình hỏi thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có gì về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn đó. Thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu, có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình mời cái về là cổ về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng ấy. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết, rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam, sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á, thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi. Em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn, và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện, thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. À hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa, thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh, anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em, thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Thì em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con phải nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ em đồng ý. Là cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Thì muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ. Thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết.
Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ thì hôm đó em ra làm sao? Mẹ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm nay Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ. Thì khi mà mẹ cho phép vợ em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là, em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa. Đến lúc đó em càng lại do lại sợ hơn nữa. Thì em bảo thôi bây giờ cố gắng thôi. Bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em. Em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin hơn. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình rồi, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại vì lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy chùa. Mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, đúng không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn. Rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Nói chung là em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách để là nhân viên và vậy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á, thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể
lo được cho bác được thì em dần đi rồi. Hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ của vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể thì cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như thế. Phúc hậu hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người thì tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Không có muốn qua cái trang 2 đó nghe nhưng nè. Mà giờ Thương không... á
cái bạn Thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Thì bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần hai. Chị không muốn hỏi phần hai. Nhưng mà không được thì ơi. Nhưng mà không hỏi phần hai á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu, cho nên là phải có cái phần hai đó, gọi là chương hai. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau, tật xấu đi chị ơi. Nó tật xấu đó, tật xấu mà. Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là anh đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Rồi đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng. Chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn. Chủ yếu là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia, anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh đưa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Thì không đề quá đi. Đang trời lạc đề luôn. Đang là phần kia. Rồi, nha. Cái phần coi như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, chị cũng nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không? Là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy căn lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ quên bản thân mình. Lúc có em về làm vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà lúc vết thương bị đau bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trời trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh
muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Dạ. Vậy em muốn muốn chồng em thay đổi hơn gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang này sống mà khóc. Và thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em, kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ có con nữa, mình lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì dạ, đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? À, nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Ừ. Dạ, có nghĩa em bây giờ em làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Ừ. Hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Dạ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Dạ. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Dạ. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Dạ. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là em có làm không? Nhưng mà kiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn live stream núi live stream một cả ngày cả đêm. Chứ như làm nhưng mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em sót á. Dạ, vợ em sót á. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Dạ. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Mình cũng giống như là cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có lương luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó, mấy cái tật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được thời gian. Thí dụ là live stream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình live stream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, có là sự chuẩn bị luôn đấy. Đó. Chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi trình ấy là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ, rất hay khóc nhè. Chịu không nổi. Dạ. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa mà chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Dạ. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Dạ. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Dạ. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu. Kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn. Nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy. Không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm một mình, thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà một mình.
Như vậy cứ mệt của mình cứ đi theo vợ. Với lại chị, em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Dạ. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Dạ. À, sức khỏe bình an. Ha, rồi mẹ tròn con vuông, đã biết trai gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. Dạ, chúc, em chúc cho nó luôn, năm sau. Chúc cái chơi chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi em chúc online tụi nó. Xong đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó đúng không? Nghe. Rồi cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn.